À, bây giờ nói hữu chi, nói vô chi đều là cái sản phẩm của bộ óc, chứ không phải là cái linh chi. Linh chi là cái bản thể của tự tánh. Nhưng mà bây giờ á, con người đó xài cái chi của bộ óc á, thì cứ chấp cái chi của bộ óc. À, phải có hữu chi, à, phải có vô chi, yeah. Cũng như mà Triệu Lượng đó, Ngài Tăng Triệu nói đó, bát nhã vô chi. Bát nhã là cái trí huệ của tự tánh. Tại sao mà nói là vô chi? Bởi vậy nếu mà hữu chi thì không phải bát nhã, có chi là không phải bát nhã. Tại cái bát nhã là cái trí huệ của tự tánh, nó không có thể can lập hữu chi. À, cho nên nói là vô chi. Cái vô chi này là do cái hữu chi của bộ óc. Bởi vậy Triệu Lượng cũng nói là cái hữu chi của bộ óc là cái chi mê lầm. Thì á, chính cũng ở trong mà là Trung Quan Luận ha, nói hữu nếu chẳng thể thành lập, vô làm sao mà thành lập được. Cái chánh gian đó chữ hăng á, hữu nhật bất thành giả, vô dân hà khả thành. Nếu mà cái hữu không có thể thành lập thì vô làm sao mà thành lập được. Nhưng mà bây giờ đó, con người nó ham chi giải, nó phải là có cái gì, phải kiến lập cái hữu chi mới được. Mà Phật á, có dạy tiểu thừa, có cái chi giải của tiểu thừa gọi là thiên gian thừa đó, có dạy duyên giác là trung thừa đó, có cái chi giải của trung thừa. Kiến lập đại thừa đó, Bồ Tát, có cái chi giải của Bồ Tát. Mà bây giờ á, nếu mà dùng cái chi giải của tiểu thừa để chứng tỏ đại thừa là không đúng, được không? Cũng không được. Mà dùng cái chi giải của đại thừa chứng tỏ tiểu thừa là không đúng, được không? Cũng không được. Tại á, cái chi giải tiểu thừa chỉ là phạm vi trong tiểu thừa. Ở trong phạm vi tiểu thừa thì đúng. Chi giải đại thừa thì ở trong đại thừa, hàm di đại thừa thì đúng. Nếu mà Thiền Tông gọi là tối thượng thừa thì không đúng. Cho nên á, Phật nói chăng ra nói là giáo ngoại biệt truyền. Giáo là kinh giáo đó, ở ngoài kinh giáo. Kinh giáo đó thì phải dùng văn tự. Phật đã nói thêm bắt lập văn tự, không có qua văn tự. Trực chỉ nhân tâm, tức là hồi nãy tôi nói là tinh tâm mình, phát hiện tâm mình, gọi là chân tâm thành Phật đó. Nhưng mà bây giờ đó, nhiều người á, chứ không phải là một người á, mười ngàn người á thì là 9999 người đó, là chỉ biết cái chi giải của bộ óc đó, không có tin có cái linh chi, nó không có sanh, không có diệt, nó không có sự bắt đầu, không có sự cuối cùng. Cho nên mà giáo môn á, Duy Thức Tông
Thiên Thai Tông tức là Pháp Hoa Tông đó, Hoa Nghiêm Tông tức là Hàng Thủ Tông đó, cũng là tranh cãi với nhau, cũng cùng ở trong Phật giáo. Ngài Vĩnh Gia đó là bên Thiền Tông á, chân tăng đó ha, nó thấy vậy cho nên á, nó mời ba tông, cái thủ lãnh của ba tông, thông suất giao ly á, ba tông này hội họp lại, cho ba tông đó ha biện luận với nhau, biện luận tới chỗ mà cái giáo lý cùng tục á không có thể giải quyết, thì ngài Diễn Gia mới dùng cái thiền á, tổ sư thiền để giải thích, nói là tôi cùng tục á thì không có lý, nếu mà còn có lý á thì không phải là cùng tục. Tại sao vậy? Tại cái chi của tự tánh nó không có rối lại, nó không có sanh diệt, không có rối lại, nó khắp không gian, khắp thời gian. Bây giờ á, nếu mà lập ra cái lý á thì phải có rối lại, có đúng lý chứ không đúng lý đối lại, có hợp lý chứ không hợp lý để đối lại. Nếu mà có đối lại á thì không phải là cái bất nghị của tự tánh. Bởi vậy bất nghị là làm sao đối lại được. Nếu mà đối lại thì phải có sanh diệt, phải có năng sở, phải có sanh diệt, là thuộc về cái phạm vi của nhất niệm vô minh. Mà ngài Diễn Gia làm vậy rồi đó, mới làm ra 100 quyển cái bằng tông cảnh lục đó. Bây giờ á, nhiều người cũng chưa có xem qua cái tông cảnh lục, mà xem qua cũng chưa biết là hiểu hay không, mà cứ dùng cái kiến giải của mình mà để mà phê bình cái này, phê bình cái kia. Chính của Phật đặt tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tới đại thừa Bồ Tát rồi đó, học tiểu thừa còn phạm giới, niệm cái lý của tiểu thừa để giải thích, để dạy người cũng phạm giới. Mà cái tiểu thừa là cũng Phật dạy mà, sao Phật thì dạy được, còn Bồ Tát thì dạy không được, mà lại cho là phạm giới nữa. Tại á, Phật là tối cùng tục rồi, không có lý gì nữa rồi, còn Bồ Tát á còn là ở trong phạm vi cái lý đại thừa. Bây giờ á cũng như học có đại học rồi đó, còn lui sụp lại học tiểu học thì không được, chỉ có thể tiến tới á thì được, mà lui sụp thì không được. Phật là muốn cho tiên tôi, không cho lui sụp, cho nên á, nếu mà lui sụp thì phạm giới. Bây giờ á, tôi bây giờ nói á thì nó nhiều quá đi ha. Bây giờ cái thiền tông này nè, nó cũng như trao một sợi chỉ mạnh, không biết là mà đứa con nào, không chừng, ngài Lai Quả, ngài Hợp Dương hay là người căn tánh nhất là gần lai đó, bây giờ nhiều người cũng biết rồi ha. Ngài Hợp Dương thì căn tánh ở chùa Cam Măng, ngài Lai Quả thì căn tánh ở chùa Kim Sơn, hai cái chùa này á là đạo tràng của thiền tông. Bây giờ qua 10 năm cái bằng văn hóa các mạng á bị hủy hết, mà kén lập lại á
thì chỉ còn tòa cam ăn. Có ngài Đức Lam á, còn nói được cái dòng của ngài Lai Quả. Còn tòa Kim Sơn bây giờ đó đã biến thành cái khu du lịch. Ở trong thiền lường chỉ có hai ông già ở đó mà tham thiền, mà không biết có tham hay không nữa. À, mà bây giờ á, tòa Cam Măng á, ngài Đức Lam là 78 tuổi. Ừ, bây giờ người kế thừa á cũng còn chưa có. Ừ, ngài Đức Lam là đời 47, cũng phải làm tế, tức là ngài mà Lai Quả là 46, ngài Đức Lam là 47. Bây giờ á, ngài Đức Lam có truyền pháp cho cái pháp sư cái bằng Tâu Dần á. Bây giờ các pháp sư này bây giờ đang ở Hồng Kông. Tôi đem về bốn cuốn quy củ của thiền lượng của chùa Cam Măng đó, đều là pháp sư Tôn Dân đó in ở Hồng Kông đó. Mà pháp sư Tôn Dân là người Hoa Kiều Malaysia, có cái chùa tư ở Malaysia. Ừ, thì bây giờ cũng có nhận cái chức lượng chủ chùa Cam Măng. Ừ, nhưng mà theo cái ý của ngài Đức Lam nói tôi thì cũng mà chưa thể mà kế thừa được, mà y cũng lo á, một ngày còn sống á thì á chùa Cao Măng không có thể thay lỗi. Ừ, nhưng mà ông tịch rồi đó cũng có thể thay lỗi nữa. À, thì thiền tông có thể mà bất cứ cắt dứt họ lúc nào đó. Ừ, tại cái thiền tông nó rất là khó hoàn dương. Ừ, khó hoàn dương lắm. Ừ, tại người ta cứ ham cái lý. À, muốn cũng như bây giờ đó, người ta hỏi á, à, nhiều lắm, à, đều là muốn căn cứ cái lý, à, để mà hỏi. À, cho nên bữa kia đó có một vị á, à, không biết vị đó có lại dự không á, à, tất cả lý tôi đều bắt hết. Ừ, thì ông đó bằng đầu đó là không có định lẽ. À, tới sau này mới phục á, mới chịu định lẽ đó. À, cho nên bây giờ á, muốn mà đúng cái chi giải á, chân thật đó, tức là không có chi giải gì hết. À, không có chi giải gì hết. À, bởi vậy á, cái linh chi của tự tánh đã sẵn sàng rồi. À, không có thêm một cái chi nữa là hai cái chi, tức là trên nào một thêm nào. Ừ, nhưng mà cái linh chi của tự tánh đó gọi là chánh biến chi, ngài diễn gia gọi là vô duyên chi. À, vô duyên thì không có nhân duyên đối lại. Chánh biến chi là phổ biến không gian, phổ biến thời gian. Ừ, ngài Bát Trưởng á nói linh chi độc tòng, thoát hẳn căng trần. Linh chi là cái thể của tự tánh đó. À, nói độc tòng á là tại không có thể hai cái. Ừ, không có thể hai cái chi. À,
tại nó không có thể diệt, cho nên nó mới là tòng, thêm chữ tòng. À, vì nó không có thể sanh, cũng không có thể diệt. Ừ, nó vốn là vô thủy vô sanh. Ừ, cho nên gọi là liên chi tộc tòng, lộc tòng. Thì cái dinh liên chi này nó không có thể sanh, không có thể diệt á, cái căn trần là sanh diệt, cho nên nó phải thoát hẳn căn trần. Ừ, căn là lục căn đó. À, bây giờ á, những cái chi giải đều là dùng cái ý căn để nhận biết. À, còn cái linh chi là bắt chừng là phải thoát hẳn căn trần. Ừ, thì làm sao mà dùng cái mà lục căn mà chi giải của lục căn á để mà căn cơ theo đó mà để mà biện luận tranh cãi. Ừ, cho nên á, chư tổ nói ly nói lội á, à, là muốn khuyên người ta đó đừng có sanh ra chi giải, cũng như kinh Lăng Nghiêm đó, chi kiến lập chi là cái căn bản của vô minh đó, chữ Hán là chi kiến lập chi tức vô minh bổn đó, tức là bổn là cái căn bản đó, là cái căn bản của vô minh. Chi kiến vô kiến tức là không có kiến lập chi kiến, từ tức niết bàn ấy mới gọi là niết bàn, không sanh không diệt. Ừ, ví dụ kiến lập rồi sanh thì nó phải diệt. À, có sanh diệt thì không phải là cái chi kiến chân chánh. Con có coi qua cái cuốn mà Thiền Thất Kha Định Lục, có một cái đoạn ngài Lai Quả Thiền Sư có nói ở cái chỗ này, thì ngài Lai Quả nói á, tất cả chúng sanh cũng là chướng. Thì con nghĩ thì khi còn mang cái thân phàm phu này thì nó chướng thiệt, rồi nó phiền não cũng là chướng, rồi Phật cũng là chướng, hư không đại địa này cũng chướng. Mà con theo con thiết nghĩ cái chỗ này á, nếu mà đã nói hư không này á, vốn nó là không mà tại sao nó phải là có cái chứ? Ngưỡng mong sư phụ từ bi khai thị cái chỗ này cho con. Cái ngày Lai Quả nói chướng đó là tại á, ở trong thế lô bố tưởng sanh ra cái trước tưởng, thành đen đạo tưởng mới thành chướng. Ừ, nếu mà chỉ có thế lô bố tưởng á, không có trước tưởng á, không có chấp trước đó, thì không có thành chướng. Thì tất cả đều là chân như, tất cả đều là tuyệt đối. Bây giờ á, thì á, nếu mà không có sanh ra cái chấp trước tưởng á, thì á, bồ đề với phiền não nó không có khác. Chúng sanh với chư Phật cũng không có khác. Cho đến tham sân si cũng là giải thoát á. À, ở trong kinh Duy Ma Cật cũng nói, mà kinh Lăng Nghiêm cũng nói vậy. Tất cả vũ trụ vạn vật, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, à, đều do cái vọng tam á, nó kiến lập. Kiến lập rồi á, thì lại phủ nhận. Kinh Lăng Già nói đó, kiến lập với phủ nhận đều là vọng. Bởi vậy á, cái tâm mình á, không có thể kiến lập. Kiến lập cũng không thể làm sao mà phủ nhận cái gì. Nhưng mà bây giờ tất cả Phật Pháp á, muốn giảng ra để cho chúng sanh á, được hiểu biết á, được theo đó mà tu hành á, thì phải kiến lập và phủ nhận. Tức là hai chữ lập với pha. Bây giờ á,
Mình bình thường nói là tam thừa đó, tức là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Mà nói về luôn cả cái thế gian á thì kêu bằng, cái thế gian á thì kêu bằng, cái thế gian á thì kêu bằng.